Giờ xẻ ở đây ra bị rỗng ở giữa rồi đấy bác này. Rỗng ở giữa này này. Vẫn chưa đứt. Anh Minh ơi, cái của em có chưa? Quên rồi, không có bán nhà đâu. Về đi giao hàng, đi bốc hàng luôn, không bán đâu. Anh gửi ở chỗ nào ấy, xong em chạy ra lấy cho. Anh cứ gửi nhà ấy, được chỗ nào tiện cho anh ấy. Anh gửi tạp hóa nhà ấy đấy, xong em chạy ra lấy là được. Ở đâu cũng được, anh cứ chỉ chỗ ra lấy được. Cái này á? Rồi Phạm Minh Tú đã đăng đã chốt rồi. Cây này đây mày á, cũng không kém đâu. Không, vừa nói kia nó có cái còn nó nu mà hình thô nó nu mình đây này mà anh nu chả mình vậy quên mẹ đi chỗ này mình may được xoắn xoắn được tí xoắn cứ lầy với quên này cái đầu như là xoắn cả cây xoắn tít rồi nếu mà từ khúc này mà nó hết rỗng thì ngon nhỉ yeah. Vâng sẵn hết khúc này chắc nữa thôi đi kìa cái u kia mà sao to hơn u này u đầu gốc ấy. Mẹ cái kiểu u này nó hay rỗng lắm này. Được có mét tư mà bố bảo mét rưỡi ở đâu. Được có mét tư. Bác cũng không nhìn thấy bác được đổ nhé. Bác bây giờ không nhìn thấy. Được đấy. Bao giờ xẻ bố? À đến được đâu còn mấy cây nữa nhỉ? Vẫn được chiều to mà. Vẫn xẻ chiều to. Tốt chứ. Mấy cái làm. Chỗ này làm cái băng là hết rồi. Đúng kiểu này là còn nu lòng ngoằng đây này. Đấy. Đúng đấy. 20 phần. Bình thường. 20 phần.
Để nếu mà cây kia vỗ hôm nào còn mất 3-40 phần luôn, tin luôn. Bóc này, mẹ bóc hai cái băng rồi. 40 phần luôn. Rất khó. Đó, nó nít quá kìa. Cái này còn đỡ hơn cây ý ấy. À, tính ra chỉ cần bóc không đến 20 phân thôi. Ờ, 20 phân. Bóc 20 phân. Bóc hai cái băng. Hoặc là một cái băng thôi. Là một cái băng thôi, còn đâu là mặt trên đẹp. Mặt trên đẹp. Nó phải thở chứ đúng không? Sao không quát? Thở về sâu biết. Hết, tầm lên là 4-5 phân mấy rồi. Hết được thì chấm này thì mạnh. Nhưng mà hết được thì quá đẹp. Alo. Anh chương đọc. Chưa đang đói. Cái chỗ này trong này trồng cây vào đây tốt lắm nhỉ. Ok. Hả? Đúng cái này này. Mét ba mét ba cái bố đo sảnh rác thì được bao nhiêu đâu đủ má bóc sao mét hai cái này anh mạnh còn cái hai mấy cái đồ người đền thì nó đã chuyển tiền này cái nó đang nào cắt để nó đi giao tiền đúng là cái gì hồi nãy như là cắt tới 3.2 là đủ ổn định luôn tới đây là nó thẳng gỗ ra nữa này này em bảo anh cắt là đến cái này anh đứng bắt cắt 32-33 này anh phải mất gỗ chết rồi. Anh nhìn cái eo đây này, ra đâu thôi thì nhìn cái căn cái giường gỗ đây anh đứng ngoài anh nhìn nữa rồi. 33 rồi đây này, cái bàn này mất giường gỗ được rồi. Bên này nó ấy mà cái này nó phình rồi em, không sợ đâu, không sợ mất bao nhiêu. Vậy cái này không được 1m2 nữa à? 1m2 thoải mái nhỉ. 1m2 có mà thoải mái. Tình nõi. 1m2 tình nõi. Nó lõm sâu chứ anh à. Nó lõm sâu. Vẫn được, có dưới này lại phình. Phình thì nó mất chỗ này chứ. Đường kia vô nghiến mất. Mất 1 thôi. Anh kéo cái đường thẳng này kéo ra cho chú. Mấy? Nó bằng bằng cái chỗ trắng ấy kìa. Cái gì? 10 phân. 10 phân mà cái chỗ này anh nó còn xuống nó phải 10 phân nếu mà hết rác thì nó lại vào 10 phân nữa. 15 phân đấy, xuống 15 phân đấy. 20 ấy. Đầu này với đầu kia xuống 20 phân. 20 phân thì mới đủ 1m2 đúng không? 20 phân mới đủ 1m2. Nhiều. 1m1 là giỏi. Phải tính khúc này cắt cho phù hợp. Đừng có tham dài quá. 1m1. Nếu mà dưới là nó cong 1m1 nó cứ cứ được. Trước kia nó lại đéo được. Chưa kìa, nó lại không để khả năng lại vào vào đến đây thôi, vào đến đây thôi. Vẫn đấy, có 3m. 3m thì cái chấm chưa. Không thì cắt tấm này 2m8 thôi bố ạ. Không thì cắt bằng khúc kia được. Bảy mét thì mình một khúc 3m2, còn đâu để một cái dài luôn. 2m6 đây có tấm vải khủng đẹp không con? Tấm này xẻ dày cũng này, xẻ lấy mặt đẹp. Tấm này chắc tấm này rộng đến 3m không anh? Rộng mà. Rộng á. Làm sao được 4m rưỡi rộng này chắc. Rộng được 3m rồi bác này. Cái tấm này rộng 3m mặt này. Rộng 3m. Kinh. Này rộng 3m này. Dã man không? Bác nào thích chơi hàng khủng thì lấy tấm này này. Tấm này là gõ y cúp. Này cũng rộng 3m. Cắt đến đoạn chớm chớm cong này nó đỡ bị ấy gỗ này của anh. Nó đỡ bị ảnh hưởng cái khúc bên đằng sau. Nào vậy?
cắt này là mình phải tính cho nó phù hợp, không nên cắt rời. Còn khúc kia 6m 7 à 6m9, 7m 3m5 một khúc. Cũng được. Khúc này 2m8. Cắt đến chớm đoạn này này, chớm cái đoạn cong cong này này là nó hết cong. Cũng được. Cái này á sẽ tim nó lượn nữa, nó bị xấu ở trong tim. Thế thì sẽ 2m cắt 2m5 thôi. 2m5 thì 2m5. Thế thôi, cắt cái khúc kia 2m8. Hai khúc này 2m5 còn đâu rồi 3m5. Đúng lên đây thôi. 2m6. Không, còn cắt nó hết cái chỗ cong này này thì bên đằng này nó mới thẳng gỗ được. Không là nó lại bị dính vào cái khúc này tiếp. Thì khúc này nó thẳng trên này. Thì đằng nào khúc này nó bị cong rồi mà mình bỏ khúc này cho nó cong luôn mà. Khúc này đâu có thẳng được. Cây này tính ra này bán mới lời. Kiểu này mới lời ác này. Bán này mới sướng. Nó đẹp. Cái này chắc nứt vào có tí chứ mấy nhỉ. Này thì nứt rồi. Thôi. Chỗ này nó được ít nu. 100% còn đẹp. Không chạy được. Này dễ thối này. Thối sao được. Đây chắc không còn sâu hết rồi. Sợ nhất nổ. Chỗ này làm cái chậu cây, trồng cây ở đây thì cây mọc tốt lắm này. Bao giờ xẻ em biết? Tấm này đẹp nhá. Tấm này bán bao nhiêu tiền không biết? Tấm này hình như bán 700 triệu hay sao? Tấm này như 700 triệu. Không cần tẩy à? Không, tấm nào nó không thâm. Tấm nào nó thâm thì tẩy. Tấm này nó khá đều này. Tấm này tẩy vẫn đẹp. Tẩy nó đều lại. Đây cái bìa của nó. Đây cũng nu luôn. Đấy, nó ráp vào tấm mình rồi. À, anh đấy, anh chấm ai đấy? Anh mua một tấm à? Ừ. Dạ, không phải. Anh mua một tấm. Một tấm trên tấm này. Kinh không? Trong này toàn lâu khủng đây bác này. Từ hôm ý là xẻ cái này ra này. Bác nào xem cái video của em thì có một cái tấm nó đẹp đẹp như này. Tấm này đẹp này. Ô sao này có mấy vết cưa ở kia nhỉ? Ô sao này cưa ở đây nhỉ? Ô bị cưa ở đây tiếc nhỉ? Cưa mất đường cưa ở đây mất bao nhiêu nhỉ? Cưa mất đường cưa ở đây rồi. Tự nhiên cưa một phát đường cưa ngang ở đây mất bao nhiêu rồi ô này. Này, dã man. Dòng này vân nó đẹp. Vân tay lên thì thôi. Vân này lên kinh hồn luôn. Tấm này cũng đẹp. Lót rồi. Vân này cũng đẹp. Ui dồi, đây cũng đẹp. Ai xẻ tấm này dày thế. Tấm này chắc xẻ ôm pin để đây. Cây này nứt hỏng hết. Cây này nứt xuyên suốt luôn bác này. Tấm này khó, sẽ làm đôi. Ai thích chơi nguyên cục này luôn. Tha hồ gỗ nhiều. Kinh, đây còn tấm nữa này. Đẹp thật. Vẫn rắn. Hình như cây xẻ từ cái cây to này ra. Đây còn một khúc nhỏ nữa bác. Chia sẻ xong. Ừ.
À đủ mà. Chạy cong à, thành ổ chuột ở đâu à? Ui, chạy cong tít xuống dưới kìa. Dễ cây mọc các thứ ở đây, dễ dương xỉ. Dễ cây dương xỉ mọc ở đây. Nguy hiểm. Đây, bám được chút ra ngoài này, lấy tạm được ngoài này chút rác nữa này. Bám ra ngoài tận ngoài này.